đây một người chị rất là quen thuộc, không cần phải giới thiệu nhiều, chỉ cần mời ra là biết luôn. Đó là chị Miko Lan Trinh. Thì coi như là có nhạc ấy vậy. Hôm nay mọi người chơi gì hội đồng vậy? Dạ. Tại vì đây là một nhóm á chị. Đồ jean không hẹn tiếng ai cũng có. Không, bác bắt bận. Không phải, chị khách mời chị phải đặc biệt, chị hiểu không? À. Chị phải đứng ở trong một cái dàn thì chị phải khác biệt. Tí nữa mà chị thấy là mấy đứa bắt nạt chị là chị bỏ về. À. Chị có thể giới thiệu một chút của mình về cho các bạn khán giả biết ạ? Hello, xin chào các bạn, mình là Miko Lan Trinh. À, chào mừng các bạn đang đến với chương trình Đông Tây. Yeah. À, Miko hy vọng là ngày hôm nay Miko sẽ có thể chiến thắng được đội đối thủ. Có thể với lại hy vọng là sức trẻ của các em sẽ lan tỏa đến Miko để Miko trẻ lại 10 tuổi. Chơi gì mà vận động quá vậy? Dạ đúng rồi, đây là gì? Chơi mình già rồi, mình đâu có được chơi gì mà giành giật với trẻ mình chứ. Ok, chị sẵn sàng chưa? À, dạ. Các khúc đầu tiên xin mời. Và bài hát đầu tiên rất đơn giản, rất quen thuộc. Nghe kỹ nha. Nghe anh phố nhà. Trời ơi, dễ quá chị ơi. Dễ chưa? Mình bình tĩnh nhiều mình ạ. À. Chứ không phải phải đem đại đến số tại em biết bài này mà. Hai bông. Bấm đi chị. Bấm đi chị. Xin mời chị Miko. Ôi, nè nói sai mới mắc cười mới nhục. Đúng rồi đó, đừng có nhục lắm á. Thành phố buồn mọi người. Đúng rồi. Yeah. Phú Hội. Ừ, Phú Hội. Hay quá. Và xin mời chị hát tiếp theo. Em chỉ biết giai điệu không cả một lúc nữa mọi người bỏ hết như vậy. Lại đi tiếp à? Nhẹ khác luôn. Báo trước màu này xanh nước biển nhá. Ủa rồi ai cũng đủ hết đó. Đủ mà. Tốn màu. Cho bà tế màu gì đi ra ngoài nào. Khởi màu luôn mọi người. Ôi. Đấy. Màu tím à. Nhìn thấy màu chưa? Em bị bùng màu. Nhảy lên nào. Nhảy lên. Phải đi bằng quanh. Mời em ngồi. Xin mời mọi người ra khỏi bàn mở.
Có nghĩa em là người đàn ông duy nhất trong này. Ok, mọi người nhớ là không được đứng ạ, phải đi vòng tròn. Tiếp theo nha. Cái gì vậy chị Miko? Mặc váy đó. Chị tử không? Nhảy lên, xuống lên. Màu vàng nha. Trời ơi. Thấy chưa? Đi nha. Trời ơi. Đội xanh ở cây. Vậy là cái này là do bạn thành mà có thể. Tiếp theo nè. Cô lên chị nè. Và xin mọi người, xin mọi người ra ngoài vòng bảng màu. Hey, nhảy lên. Màu cam nha. Cam. Cam à? Nhảy nào, không nhìn màu nữa, nhảy ơi, nhảy lên. Nhảy lên, đúng rồi, bay đi. Chạy. Màu cam. Hay quá anh ơi. Thấy không? Rồi, hành động ngồi xuống. Đúng rồi. Xin mời mọi người ra khỏi bảng màu. Giờ là cuộc chiến của ba cô này. Ba cô gái ở chúng ta. Đó, em gái. Đâu, xanh ở cây là còn chị Miko. Đúng rồi. Bây giờ chị Miko sẽ phải đấu với cả là hai thành viên của đội vàng. Rồi, gia đình tự hào về chị. Khó nha. Bắt đầu. Hey, I know about it very from life. ra khỏi bảng màu. Đây là vòng thi dành cho đội vàng và đội xanh. Hai ứng cử viên của chúng ta. Ôi, không phải con trai, đứa biết con gì à. Dễ mệt quá. Bóp chị em. Ok. Mọi người sẵn sàng chưa? Vô em. Đúng rồi, đi. Tết đen cho màu cuối cùng này. Màu gì á? Màu đen. Ôi. Sao nó lệch thế nhỉ? Cái mày mà nó ngồi đây nghe. Quá à. Màu đen nhảy lên. Xông lên. Ôi, giống anh kìa. Đúng rồi, xông lên. Đúng rồi, xông lên. Đúng rồi. Đúng rồi, mọi người. Ai vô trước? Chị Miko. Vâng, vậy là cuối cùng đội xanh đã là đội chiến thắng. Chị Miko. Thật đấy, trời ơi. Đâu xem nó chọn luôn. Nhiều khi mình chọn lâu như thế mình không được cái gì đâu bạn ạ. Đúng rồi. Xin mời quay lại. 3, 2, 1. Rồi. Tôi nói thật với các bác là phải như thế. Nếu không bác em nữa thì được. Ok. Vậy thì challenge và tỷ số của chúng ta như sau. Hai đội bất phân thắng bại, hòa nhau. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng thứ 3 được mang tên Sàng đấu tài năng. Và vòng thứ 3 này chúng ta sẽ không tặng khách mời một bài hát hoặc là một bài nhảy nào cả. Không, tôi muốn được tặng. Tặng đi. Tặng chị một bài hát mà tặng chị một bài nhảy. Trời ơi. Tệ tật. Ê, manh động á mà mình
đúng rồi. Xin lỗi. Sợ nhở? Em biết em nên chia tiền lương chị. Vậy đi. Vâng, và nhà của nhóm nam của tụi em đánh cho chị. Oh yeah.